tôi là biên tập viên Nga Vũ, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Bình luận Quốc tế ngày hôm nay. Tổng thống Joe Biden phê duyệt chiến lược hạt nhân tuyệt mật. Những vũ khí đáng gờm hiện nay của Washington. Trung Quốc lên tiếng trước lời đe dọa về chiến lược hạt nhân của Mỹ. Thưa quý vị, chiến lược hạt nhân bí mật của Mỹ được Tổng thống Biden thông qua, theo tiết lộ của báo New York Times và không phải là thông tin chính thức từ Nhà Trắng, cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề răn đe và phòng thủ hạt nhân. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình bình luận ngày hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt của chúng tôi. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cường. Ông là nguyên trưởng Ban biên tập Tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam, nguyên trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương, nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia, trước khi bước vào trò chuyện thì xin mời hai vị chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây của chúng tôi. Ngày 20 tháng 8, New York Times cho biết, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân có tên Hướng dẫn triển khai hạt nhân từ tháng 3, nhưng Nhà Trắng chưa từng công bố điều này. Thay vào đó, kế hoạch sẽ được thông báo cho Quốc hội trước khi ông Biden rời nhiệm sở vào đầu năm tới. Chiến lược hạt nhân của Mỹ được phép điều chỉnh 4 năm một lần hoặc lâu hơn và được bảo mật rất cao. Chính sách răn đe nói trên tính đến việc Trung Quốc nhanh chóng xây dựng kho vũ khí hạt nhân có quy mô và tính đa dạng kho vũ khí hạt nhân cân bằng với Mỹ và Nga trong thập kỷ tới. Đồng thời, chính sách này được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Sau nhiều năm nỗ lực cắt giảm vũ khí hạt nhân, chính quyền Mỹ ra tín hiệu sẵn sàng mở rộng kho vũ khí nhằm đối phó với chiến lược hạt nhân của Trung Quốc và Nga. Hồi tháng 2, Mỹ cảnh báo đồng minh rằng Nga có thể đang lên kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Giám đốc cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia về kiểm soát vũ khí của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Pranay Vadi cho rằng nếu không có sự thay đổi trong chiến lược hạt nhân của Trung Quốc và Nga, Mỹ sẵn sàng chuyển từ hiện đại hóa vũ khí sang mở rộng kho vũ khí của riêng mình. Nhà Trắng ngày 20 tháng 8 cho biết, kế hoạch chiến lược hạt nhân bí mật được Tổng thống Joe Biden phê duyệt trong năm nay không phải để phản ứng với một quốc gia hay mối đe dọa nào. Trung Quốc và Nga cũng đang liên kết chặt chẽ về mặt chính trị, kinh tế và quân sự. Hồi tháng 7, máy bay ném bom tầm xa của Trung Quốc và Nga lần đầu cùng nhau tuần tra gần Alaska, tổ chức một số cuộc tập trận bắn đạn thật. Đầu tháng 8, Tổng thống Joe Biden ban hành hướng dẫn triển khai vũ khí hạt nhân, cập nhật để tính đến những đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân và sự gia tăng đáng kể về quy mô, tính đa dạng, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Thưa hai vị chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho kế hoạch hạt nhân chiến lược tuyệt mật vào tháng 3 năm nay. Lần đầu tiên định hình lại chiến lược của Washington nhằm tập trung vào việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Và kế hoạch này cũng được cho là nhằm chuẩn bị cho Mỹ trước những thách thức hạt nhân có thể đến từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Vậy thì chuyên gia nhận định thế nào về hành động này của Washington? Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Cái tháng 3 vừa rồi, thì thật ra Tổng thống Joe Biden là Biden sáng chuẩn bị. Thực chất đấy là cái điều chỉnh chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ. Điều chỉnh. Rồi 20 tháng 8 vừa rồi, cái đây 4 ngày thì chính thức bắt đầu khởi sự về cái điều chỉnh chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ. Về nguyên tắc và hình thức á, thì tôi cho cái điều này cũng là bình thường. Bởi vì chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ cũng như chiến lược hạt nhân của Liên Xô, của Nga nó hình thành cách đây 15-20 năm rồi. Và đến bây giờ thì thay đổi lắm. Cái lúc mà Liên Xô và Mỹ ký cái hiệp định về cắt giảm vũ khí chiến lược năm 2010 bây giờ đó, thì so với sau 14 năm nay tình hình là khác rồi. Cái lúc cái kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là nhỏ, bây giờ nó lớn rồi. Bây giờ không phải Trung Quốc mà Triều Tiên cũng có rồi. Rồi còn Pakistan, Ấn Độ, rồi còn Israel nữa. Trên xét về hình thức á,
thì cái chuyển sửa là cần thiết thôi. Khi tình hình thay đổi thì buộc các quốc gia phải thay đổi chiến lược thôi, có đúng không? Tình năm 24-25 này khác cái trở đến 15-20 năm chứ. Cho nên sẽ tiếp cận theo một cái góc độ chính trị học, những cái điều chỉnh, thực chất là điều chỉnh cái chiến lược chính sách chính trị đối ngoại. Thì khi thể dễ dàng điều chỉnh là bình thường. Nhưng mà cái không bình thường là ở chỗ cái bối cảnh quốc tế này cực kỳ căng thẳng. Nga về Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm Ukraine. Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ngày 12 tháng 10 năm 22 đó, đã ghi rõ công bố với 8 tỷ người hành tinh này Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ. Có thể nói thế giới đang có một cái bước chuyển cực kỳ phức tạp. Chưa bao giờ kể từ năm 45 bao nhiêu người ngã. Chứ cái việc đưa ra cái điều chỉnh cái chiến lược bố trí hạt nhân là cái chuyện không bình thường. Đúng ra là cái cường quốc siêu cường lớn nhất phải góp phần vào cái việc giảm thiểu nguy cơ hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy thì ông ta sửa cái chiến lược hạt nhân theo khuynh hướng là sản xuất những cái loại vũ khí nhân mới, có lúc nhỏ hơn, gọn hơn nhưng hiệu quả hơn. Hệ thống truyền tải cái tên lửa nó khác đi, máy bay ném bom chiến lược cũng phải được tích hợp với cái vũ khí mới này. Thì rõ ràng cái việc này được cần được quan tâm, đặc biệt là các cường quốc hàng đầu thế giới như là Nga, như Trung Quốc quan tâm. Như vậy là nguy hiểm, số đầy thế giới một cuộc chạy đấu hạt nhân mới. Cái điều này đều không bình thường nằm ở chỗ ấy. Chứ tiếp cận theo cái góc độ chính trị học thì nó là bình thường, là vì thì thay đổi thì phải thay đổi thôi. Nhưng trong bối cảnh quốc tế cực kỳ nóng bỏng, anh thay đổi chiến lược hạt nhân thì rõ ràng làm thế giới không yên tâm nào cả, có thể nói như vậy. Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Tôi muốn nêu ra hai điểm mà theo tôi là đáng chú ý. Thứ nhất thì vấn đề vũ khí hạt nhân, vấn đề hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân thì thời gian gần đây được nói đến nhiều. Và các cường quốc hạt nhân như Nga, Mỹ, cả Trung Quốc nữa và một số nước khác thì cáo buộc lẫn nhau ở trong vấn đề này. Bên kia nâng cấp hiện đại hóa, bên kia có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, vẫn cáo buộc lẫn nhau. Thì câu chuyện liên quan đến vũ khí hạt nhân nóng thời gian gần đây. Và một số nơi, một số nước thì được coi chính thức là chưa có vũ khí hạt nhân nhưng vẫn được đề cập đến. Tôi lấy ví dụ như Israel thì về mặt chính thức là chưa có vũ khí hạt nhân nhưng mà các nguồn tin cũng nói là có thể đã có. Hoặc là như Iran ấy, thì chương trình hạt nhân của Iran đến đâu, khả năng làm giàu uranium đến đâu thì phía phương Tây vẫn cáo buộc Iran là có khả năng là đã sẵn sàng sản xuất được vũ khí hạt nhân, gọi là sẵn sàng sản xuất được thôi. Hoặc những nước khác cũng được đề cập đến như là Ấn Độ, như Pakistan, rồi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hay nói cái câu chuyện vũ khí hạt nhân thời gian vừa qua là nóng lên, thì cho thấy một cái sự căng thẳng chung trên thế giới. Điểm thứ hai tôi muốn nêu ra trong trường hợp cụ thể của Mỹ này, thì nói là một văn bản hết sức tuyệt mật. Tuyệt mật nhưng mà lại được thời báo New York công bố. Có phải là tuyệt mật không? Hay là cố tình rò rỉ thông tin để mà cảnh báo, để mà bào chữa, để mà răn đe? Thì đấy là một câu chuyện đáng chú ý. Còn cụ thể hơn tôi nghĩ thế này, ở Mỹ thì cái văn bản chiến lược về vũ khí hạt nhân như chuyên gia Lê Văn Cân nói thì thường là 4 năm cập nhật một lần. Thì lần này căn cứ tình hình mới, căn cứ những khả năng của đối phương thì Tổng thống Joe Biden đã cập nhật, gọi là tuyệt mật đấy, thì cập nhật có liên quan đến khả năng được tăng cường về mặt vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Cái khả năng thứ hai Mỹ đề cập mà theo báo chí tiết lộ trong văn bản này là khả năng Mỹ phải ứng phó với sự liên kết, hợp tác, phối hợp về mặt hạt nhân giữa Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tức là trước đây không có cái nguy cơ này mà hiện nay đã có. Phải nói là trước đây chiến lược vũ khí hạt nhân của Mỹ từ trước ấy là để đối phó với Liên Xô. Sau Liên Xô là đối phó với Nga thôi. Nhưng bây giờ Mỹ đặt ra vấn đề đối phó với Trung Quốc. Bây giờ lại mới nữa là đối phó cùng một lúc với bộ ba, tức là Nga, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mỹ cho rằng là ba nước này có thể phối hợp với nhau và tạo nên một cái nguy cơ lớn hơn, hiểm họa hơn đối với Mỹ.
thì nói là tuyệt mật nhưng vẫn là báo chí tiết lộ thôi, thì hiện nay nó còn một số vấn đề cơ bản như thế. Vâng, thưa chuyên gia, Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 8 thì cũng cho biết kế hoạch chiến lược hạt nhân được Tổng thống Joe Biden phê duyệt trong năm nay không nhằm phản ứng trước một quốc gia hay là một mối đe dọa nào. Vậy thì chuyên gia có thể nêu những tình huống như thế nào sẽ khiến Mỹ sử dụng đến vũ khí hạt nhân không? Thực ra thì cái văn bản của Mỹ cũng chúng ta cũng không được đọc kỹ rõ lắm, và nói là không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào thì không đúng. Thực ra báo chí vẫn đưa tin như tôi vừa nói, là trước việc Trung Quốc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, đặc biệt cụ thể là số đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt. Năm 2030, phía Mỹ dự đoán là Trung Quốc sẽ có khoảng 1.000 đầu đạn hạt nhân. Đến năm 2035 ấy, thì cũng là nguồn tin của Mỹ thôi, cho rằng là Trung Quốc có thể có 1.500 đầu đạn hạt nhân, tức là tăng lên rõ rệt, nguy cơ lớn. Thì như vậy rõ ràng là họ đã chỉ ra một cái nguy cơ là từ phía Trung Quốc. Ngoài ra cũng báo chí tiết lộ, như tôi vừa nói là trong văn bản này có đề cập đến một cái khả năng phải đối phó với sự bắt tay của Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì nhiều năm nay mà theo phương Tây nói thì cũng đã phát triển một cái chương trình hạt nhân mà chế tạo ra được vũ khí, và chính nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên không chỉ một lần có công bố là Triều Tiên đã sản xuất được những loại vũ khí ấy. Thì như vậy rõ ràng là có nhằm vào đối tượng cụ thể chứ không phải chỉ nói chung chung. Tất nhiên trong khi nêu ra những vấn đề đấy thì theo tài liệu mà báo chí tiết lộ của Mỹ là thế giới đã thay đổi, và tiềm lực vũ khí hạt nhân của Nga đã thay đổi, của Trung Quốc đã thay đổi, của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Do đó mà Mỹ phải cập nhật văn bản đó, và cập nhật và chi tiết thế nào thì đương nhiên công luận không thể biết được bởi vì là tuyệt mật. Tôi muốn bổ sung thêm một tí thế này, cái việc mà chính quyền Joe Biden mà đưa ra cái điều chỉnh chiến lược hạt nhân trong bối cảnh hiện nay, cái lúc mà chiến lược hạt nhân của Washington thiết lập và Liên Xô thiết lập những năm 80 thế kỷ trước, cái lúc ấy thế giới chỉ có 70.000 quả bom nguyên tử thôi. Đến ngày hôm nay trên thế giới này đã tàng trữ 120.000 quả bom nguyên tử, gần gấp đôi rồi đấy. Như vậy là để mà hủy diệt hành tinh này chỉ cần 1/10 đấy, thậm chí 5% không đến 1/10 đó thì là hủy diệt hành tinh rồi. Vì thế trong cái sức nóng của thế giới hiện nay mà anh ta lại điều chỉnh sửa chữa tạo ra một căng thẳng đến toàn cầu này. Và chuyên gia Nguyễn Đăng Phật nói đúng, thật ra thì họ không bao giờ tuyên bố rằng chúng tôi điều chỉnh chiến lược này để đối phó với ai cả. Thật ra thì cái khối lượng bom nguyên tử của Trung Quốc không có gì ghê gớm cả. Của Nga mới nhiều, Nga là 5.500, của Mỹ là 5.000. Nhưng mà đúng như chuyên gia Nguyễn Phạm nói, Mỹ cho là cái đe dọa mới thì Mỹ buộc vì phải điều chỉnh. Đấy là cái mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga. Cái thách thức lớn nhất về hạt nhân của Mỹ là thách thức là Nga và Trung Quốc liên kết với nhau. Chứ nếu như mà rời rạc đối với Nga thì Mỹ cũng sợ. Rời rạc Trung Quốc thì Mỹ sẵn sàng đối phó gì không thôi ạ. Đấy cho nên tôi thấy là cái lý do mà Mỹ phải điều chỉnh chiến lược nhất này đó, mà cái mà theo quan điểm của Washington cái mới mà đe dọa họ, tức là cái như chuyên gia cũng đã phản nói, thật ra thì cái việc Nga có hơn Mỹ 100 quả bom nguyên tử thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nga có 5.500, Mỹ có 5.000 cũng có gì quan trọng cả. Nhưng cái mới theo nhận thức của Washington, tức là bây giờ Nga và Trung Quốc giữa góc nhìn của Washington ngoan luôn lúc bắt tay vào nhau, chính cái là cái mà Washington bị lo lắng suy nghĩ nhiều nhất. Chính Washington đã đẩy Trung Quốc bắt tay với Nga. Cái điều này không phải tôi nói. Ông Kennan, chiến lược gia số 1 năm 1995, Kennan là viết đăng trên New York Times là gì? Cái sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ đấy là mở rộng NATO phía Đông. Chính hành động mở rộng NATO phía Đông này là thúc đẩy Moscow liên kết chặt chẽ Bắc Kinh. Cho nên đây là kết quả chính sách của Hoa Kỳ. Có thể nói là cái mức độ cố kết chặt chẽ của Nga với Nga và Trung Quốc đến đâu là do cái chính sách của Hoa Kỳ. Nha, họ tạo ra cái hậu quả, họ phải xử lý hậu quả này bằng cái điều chỉnh chiến lược hạt nhân của họ bây giờ.
Và cái sai lầm của Washington này tiếp tục đến sai lầm khác. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ không thể sửa được rồi. Bây giờ cái việc Washington đẩy Nga với Trung Quốc đến tận cùng như vậy là hết cách rồi. Quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc không bao giờ quay lại thời kỳ trăng mật này hết rồi. Và như vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất là Nga về Trung Quốc hợp tác với nhau thôi. Còn tất nhiên cái mức độ chặt chẽ đâu tôi còn phải xem. Vâng thưa chuyên gia, vậy thì chuyên gia có thể phân tích về những vũ khí đáng gờm hiện nay mà Washington đang có không ạ? Thật ra mà nói cái bom nguyên tử thì cũng có gì cái gờm cả đâu. Cái tên lửa, cái phương tiện đưa bom nguyên tử đến đích, cái mới quan trọng. Về mặt công nghệ kỹ thuật đó, thì làm bom nguyên tử dễ làm tên lửa. Nước nào cũng làm được bom nguyên tử xong rồi mà thời gian dăm 70 năm sau mới làm được tên lửa. Năm 45, Mỹ thử thành công bom hạt nhân. Ngày 9 tháng 8 năm 1945 thả bom nguyên tử Hiroshima. 3 ngày sau thả Nagasaki. Nhưng mà năm 45 Mỹ làm bom nguyên tử. Phải đến hơn 10 năm sau Mỹ làm được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Nga năm 49 làm bom nguyên tử. Năm 56 làm tên lửa. Người Nga đi trước người Mỹ về tên lửa. Con đường của Trung Quốc cũng vậy thôi ạ. Năm 1964 Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử. 10 năm sau họ mới chế tạo được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Trên trong kỳ chiến lược hạt nhân thì có hai vấn đề. Một là về bom nguyên tử. Thật ra chế tạo bom nguyên tử cũng có gì khó cả. Thu nhỏ lại là khó nhất. Bây giờ rất nhiều loại. Cái quan trọng song song với cái chiến lược nguyên tử tức là thiết kế chế tạo hệ thống truyền tải, đấy là tên lửa. Truyền tải này trên ba bộ, dưới tàu ngầm, trên đất liền, trên hầm đất liền. Ba là máy bay ném bom như B-52, B-2 của Mỹ đấy. Ba cái phương tiện truyền tải này là ném bom chiến lược B-52. Kỳ Nga là T-90, Trung Quốc là J-20. Những loại máy bay ném bom chiến lược đi tầm xa đi 3-4 ngàn cây số. Thứ hai là đặt vào tàu ngầm. Thì việc mà hiện đại hóa cái hệ thống bom nguyên tử, chiến tranh nguyên tử này trên hai kênh, một cái kênh là kênh hầm thức bom, làm sao mà chế tạo đủ loại kiểu bom, dùng chỗ nào cũng được cả, chiến trường nào cũng được, mặt trận nào cũng được cả. Nhưng mà quan trọng nhất tôi cho rằng là tập trung vào cái phương tiện truyền tải. Và những cái này thì hiện nay thì có thể nói rằng là cuộc chạy đua tên lửa siêu thanh. Siêu thanh là gắn vào tàu ngầm, siêu thanh bắn từ đất liền, siêu thanh bắn từ kỳ máy bay ném bom chiến lược như B-2, B-52 của Mỹ. Mà riêng tên lửa siêu thanh đến giờ phút này thì Nga đi đầu. Nga đã vượt Mỹ khoảng 13 năm rồi. Hiện nay Nga đã có cái tên lửa có khả năng được là nhanh gấp 30 lần tốc độ âm thanh rồi. Chứ còn Mỹ thì mới lanh quanh 15, 17 lần tốc độ âm thanh thôi. Trên cuộc đua về cái chiến lược hạt nhân này có lẽ tập trung lớn vào cái phương tiện truyền tải. Như chuyên gia đã phản nói là tên lửa, tôi sẽ nói như vậy. Vâng, tôi xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị, trước thông tin cho rằng Mỹ thông qua một kế hoạch hạt nhân mới, Trung Quốc đã lập tức lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về động thái này. Những phản ứng từ Bắc Kinh không chỉ phản ánh quan điểm của họ về vấn đề an ninh toàn cầu, mà còn có thể ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại và quan hệ quốc tế trong thời gian tới. Vừa qua vào ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố việc Washington gieo rắc nỗi sợ hãi về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh là hoàn toàn vô căn cứ. Vị quan chức ngoại giao Trung Quốc phát biểu cho biết Bắc Kinh rất quan ngại trước cáo buộc của Mỹ về mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc. Dường như chính quyền Washington muốn lấy lý do này để né tránh nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân. Bà Mao Ninh lưu ý thêm rằng quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn không ngang bằng Mỹ, đồng thời khẳng định Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước và luôn duy trì năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu theo yêu cầu của an ninh quốc gia. Theo người phát ngôn Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào trên thế giới. Bình luận trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi tờ New York Times ngày 20 tháng 8 đưa tin Tổng thống Biden đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật cho Mỹ. Theo kế hoạch này, Washington lần đầu tiên định hướng lại chiến lược răn đe của Mỹ để tập trung đối phó với kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ngày càng lớn. Nhà Trắng chưa bao giờ thông báo rằng Tổng thống Biden đã phê duyệt chiến lược sửa đổi nói trên, có tên là hướng dẫn sử dụng hạt nhân.
Chiến lược này nhằm chuẩn bị cho Mỹ đối phó với những thách thức hạt nhân mà có thể các đối thủ của Mỹ sẽ phối hợp thực hiện. Hướng dẫn này được cập nhật khoảng 4 năm một lần, được bảo mật cao đến mức không có bản điện tử, chỉ có một số ít bản cứng được phân phát cho một số quan chức an ninh quốc gia cũng như các chỉ huy lầu năm góc. Tuy nhiên, trong bài phát biểu gần đây, hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã nhắc tới thay đổi trong hướng dẫn nói trên trước khi có một thông báo chi tiết hơn và không bí mật được gửi đến Quốc hội trong thời gian ông Biden còn tại nhiệm. Ông Vipin Narang, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Không gian cho biết, gần đây Tổng thống Biden đã ban hành hướng dẫn cập nhật về sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với các đối thủ có vũ khí hạt nhân. Hướng dẫn về vũ khí hạt nhân đã tính đến xu hướng gia tăng đáng kể về quy mô và tính đa dạng của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Đề cập đến thông tin nói trên của tờ New York Times, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 21 tháng 8 trả lời, hướng dẫn được ban hành vào đầu năm nay không nhằm phản ứng đối với thực thể, quốc gia hay mối đe dọa nào cụ thể. Năm 2023, Lầu Năm Góc ước tính rằng Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân đang hoạt động lên hơn 1.000 vào năm 2030. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Slocum, Mỹ hiện có 5.550 đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga có 6.255 đầu đạn. Động thái điều chỉnh chiến lược hạt nhân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa một bên là Mỹ và các thành viên NATO, với một bên là Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, cả Nga và Trung Quốc đều cáo buộc Mỹ kích động các cuộc xung đột trên toàn thế giới và tìm cách áp đặt ý chí của mình lên các quốc gia khác. Hồi đầu tháng này, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang kêu gọi Mỹ và các đồng minh từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh không nhằm chống lại ai. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, qua phóng sự vừa rồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn không ngang bằng Mỹ, vậy thì tiềm lực, mối đe dọa về hạt nhân và mối quan hệ của ba nước mà Mỹ nhắm tới trong kế hoạch hạt nhân mới gồm Nga, Trung Quốc và Triều Tiên được đánh giá như thế nào? Và tôi được biết rằng tổ hợp hạt nhân của Trung Quốc hiện nay đang phát triển nhanh nhất thế giới. Thật ra mà nói thì phải nói với các bạn cho nó khách quan công bằng này. Không ai biết Trung Quốc có bao nhiêu quả bom nguyên tử cả. Ngược lại Liên Xô và Mỹ thì biết rồi. Liên Xô ngày xưa Nga thì nay biết rồi. Họ kiểm soát với nhau và thật ra thì họ cũng công khai minh bạch hơn. Nhưng thật ra mà nói thì Trung Quốc có đến 500 quả hay 1.000 quả cũng quan trọng. Cái đáng lo sợ nhất của Washington đối với Trung Quốc là hệ thống truyền tải đưa cái bom hạt nhân đến Greece. Cái là cái mà Mỹ lo nhất. Bởi vì cách đây 1.5 năm, Trung Quốc đã thử thành công tên lửa bay vòng quanh quả đất rồi. Cái là Mỹ choáng đấy ạ. Nếu như vậy thì không có một cái nơi nào trên lãnh thổ Mỹ có thể an toàn được cả. Nga cũng thành công chuyện này rồi, Nga đi trước Trung Quốc không bước. Nga cái đây 3 năm làm thành công rồi. Năm ngoái Trung Quốc thành công rồi. Chứ cuộc tranh giành quyết liệt nhất là cái phương tiện truyền tải. Bởi vì Nga cái năm ngoái là công bố một cái quỹ đạo tên lửa bay vòng quanh, bay qua cả Bắc Cực, Nam Cực. Thì có thể là Mỹ vô phương có thể chống đỡ được. Cái gọi là phòng thủ tên lửa là thua. Hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay có hai hệ thống. Hệ thống thông thường mà cả Nga, cả Trung Quốc, cả Mỹ, tất mọi nước đều làm. Cái tên lửa bắn theo cái Parabol vòng cung này. Cái chuyện phòng thủ này dễ lắm. Nói dễ thì không đúng, nhưng về cơ bản nước nào cũng làm được cả. Nhưng nếu như mà tên lửa bắn thẳng đứng, rơi thẳng đứng thế này nữa, Mỹ thử 100 lần chỉ chặn được có 4-5 lần thôi ạ. Tên lửa rơi thẳng đứng đi trường. Chứ cuộc cạnh tranh về tên lửa siêu thanh, tốc độ và cái quỹ đạo. Hiện nay cái năm ngoái Nga đã công bố rằng là Nga đã thành công trong việc cái nhiên liệu nạp vào tên lửa, tức là urani. Từ xưa đến nay tất cả tên lửa, cái mà năng lượng lấy là nhiên liệu rắn hoặc nhiên liệu lỏng, Nga thành công trong việc là không phải dùng tên lửa này. Cái tên lửa lỏng và rắn thông thường đó, từ xưa đến nay đó, là bắn một quả vì như từ đây sang Guam kết thúc. Còn nếu mà năng lượng hạt nhân có khả năng tên lửa bay cả ngày, đấy là cái thành công đầu tiên của Nga Mỹ chưa làm được. Cho nên từng cuộc cạnh tranh về chiến lược hạt nhân hiện nay có lẽ tập trung nhiều hơn vào cái phương tiện truyền tải như chuyên gia Quản Đông Phát nói. Cái khó nhất là thế. Tôi xin bổ sung thêm, chuyên gia Lê Văn Cương đã nói rất rõ
Nhưng mà tôi có thể bổ sung thêm một số điều để quý vị khán giả cũng rõ thêm vấn đề. Thứ nhất là cho đến nay Mỹ và Nga thì vẫn được coi là có một cái tiềm lực vũ khí hạt nhân cân bằng nhau. Và bộ ba vũ khí hạt nhân thì cơ bản ba nước cũng là ngang bằng nhau. Và đúng là cái việc mang đầu đạn hạt nhân hay bom hạt nhân đánh vào đối phương là rất quan trọng. Cái phương tiện mang thì Nga đã có một số cái thứ vượt trội. Chẳng hạn như năm 2018 trong cái thông điệp liên bang của Tổng thống Putin thì ông giới thiệu một loại tên lửa mà chạy bằng nhiên liệu hạt nhân. Thì từ đây phải nói cái tức là khi mà đối phương đã có những cái khả năng dùng những cái phương tiện chuyên chở đầu đạn hạt nhân hoặc bom hạt nhân hiệu quả như thế thì đối phương đã tìm cách ngăn chặn. Vậy thì hiện nay đang ngăn chặn như thế nào? Chỗ này theo tôi là Mỹ đang có ưu thế. Mỹ xây dựng lá chắn hạt nhân, lá chắn tên lửa tại Romania, tại Ba Lan. Mỹ cũng xây dựng ở Nhật Bản. Tức là nếu Nga bắn về phía ấy thì có thể cái trạm đánh chặn ở Nhật Bản phát hiện và đánh chặn. Còn ở Romania và Ba Lan ấy, thì là đánh chặn ở hướng này. Tất nhiên thì Mỹ khi xây dựng những cái này lấy cớ là để đánh chặn tên lửa của Iran rồi là của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng mà tất nhiên Nga bác bỏ và dư luận thế giới cũng thấy là nhằm vào Nga. Vậy thì Nga nỗ lực để không bị đánh chặn thì những cái tên lửa hiện nay Nga có, theo Nga giới thiệu là vượt qua được những cái lá chắn mà có thể là mang đầu đạn, mang bom hạt nhân đến lãnh thổ Mỹ trong trường hợp xảy ra. Ngoài ra Mỹ cũng có một cái ưu thế khác nữa mà bất lợi cho Nga là Mỹ đưa vũ khí hạt nhân, bom hạt nhân, tên lửa hạt nhân, đầu đạn hạt nhân sang một số nước đồng minh NATO của Mỹ ở châu Âu, có nghĩa là gần với Nga hơn. Nga mà đánh sang Mỹ thì xa hơn, khó hơn. Còn Mỹ mà trong trường hợp đánh sang Nga thì đã có kho vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Và hiện nay Nga cũng cáo buộc Mỹ là đang hiện đại hóa những loại đầu đạn hạt nhân, bom hạt nhân của Mỹ đặt ở châu Âu. Và về mặt số lượng cũng là tăng lên. Thì như vậy có sự cáo buộc lẫn nhau và hai bên chạy đua. Chạy đua hiện nay thì đúng như chuyên gia Lê Văn Cương nói, chạy đua không phải là chạy đua sản xuất bom hạt nhân và đầu đạn hạt nhân, mà chạy đua chủ yếu là phương tiện mang và khả năng đánh chặn. Thì cuộc đua vẫn đang quyết liệt. Còn Trung Quốc thì phản ứng của Trung Quốc đối với việc mà Mỹ rò rỉ cái cập nhật chiến lược mới đấy, thì Trung Quốc cũng đã có những tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao cáo buộc Mỹ, chính Mỹ là nước mà tăng cường vũ khí hạt nhân mạnh nhất. Trong năm 2023, theo số liệu của Trung Quốc đưa ra, thì trên toàn cầu ấy, chi ra khoảng 91,5 tỷ đô la cho vũ khí hạt nhân. Thì Mỹ trong số đó là 51,4 triệu đô la, tức là hơn một nửa. Hơn một nửa cái tổng số ấy, tức là nhiều hơn những nước kia cộng lại. Thì đấy là con số mà Mỹ giàu, Mỹ nhiều tiền bạc. Và Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân hiện đại hóa và có thể nói là bảo đảm cho các đồng minh nữa. Dư luận đều biết là gọi là cái ô hạt nhân của Mỹ là dương ra để che chở cho NATO ở châu Âu, cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, các đồng minh của Mỹ. Thì cái khả năng vũ khí hạt nhân của Mỹ phát triển mạnh hơn. Còn lần này với việc rò rỉ những thông tin gọi là cập nhật chiến lược mới thì đúng là vừa để răn đe, vừa để tạo ra cái cớ để cho Mỹ có thể có những cái hành động mới trong cái lĩnh vực sản xuất, chế tạo vũ khí hạt nhân và những cái phương tiện mang và những cái khả năng đánh chặn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Động thái mà điều chỉnh chiến lược hạt nhân của Mỹ thì diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa một bên là Mỹ và các thành viên NATO với một bên là Nga và Trung Quốc. Vậy thì điều này thể hiện điều gì thưa chuyên gia? Cho thấy là cạnh tranh địa chiến lược và cạnh tranh giữa các nước lớn và các cường quốc hạt nhân là tăng lên và hình thành có thể nói là từ cái cuộc xung đột Nga-Ukraine mà đằng sau Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm, chứ không phải Nga xung đột quân sự với Ukraine, không phải là chỉ cặp hai nước này mà đằng sau Ukraine là NATO, là phương Tây. Thì Nga đang ở trong một cuộc xung đột với Mỹ, NATO, phương Tây, thì chạy đua về vũ khí, cập nhật vũ khí, hiện đại hóa vũ khí là một cái điều tất yếu theo quy luật chiến tranh thôi. Và ở đây có vấn đề Trung Quốc nữa, thì chuyên gia Lê Văn Cương đã nói là một phần do chính sách của Mỹ đã đẩy Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau. Bởi vì Mỹ đều kiềm chế, đều chống lại Trung Quốc và Nga, thì đấy là mục tiêu của Mỹ thấy rất rõ, không chỉ ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, mà thực ra trên toàn cầu, trên thế giới, ở các khu vực khác nữa. Thì theo tôi là tình hình sẽ gia tăng căng thẳng và cáo buộc lẫn nhau.
Chẳng hạn như liên quan đến xung đột ở Ukraine thì Mỹ, phía Mỹ và các nước phương Tây vẫn, thậm chí họ đưa ra tài liệu là ở đâu cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine thì đã có lúc khoảng 50-mấy% là tình báo Mỹ nắm được là Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Thì tất cả những thông tin ấy thì khả năng xác thực đến đâu thì rất khó mà biết, nhưng Nga thì bác bỏ. Cũng như hiện nay họ thỉnh thoảng cũng nói là Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thì thực ra vũ khí hạt nhân của Nga chỉ có ở hai nơi thôi, một là trên lãnh thổ Nga, hai nữa là vũ khí hạt nhân chiến thuật có ở Belarus, một nước đồng minh và là một nước trong nhà nước liên minh Nga-Belarus. Và vừa qua có những cuộc diễn tập, bởi vì trước những cái động thái từ phía phương Tây, trước những cái rủi ro mới thì Nga họ diễn tập thôi, theo tôi nghĩ thì. Thực ra phía phương Tây, phía NATO cũng thường diễn tập, nhưng mà ít được đề cập đến. Còn khi Nga có những cái động thái đó thì truyền thông phương Tây đề cập đến nhiều, thì có thể thấy như động thái chỉ đơn phương từ phía Nga, nhưng không đúng. Theo tôi nghĩ là các nước đều quan tâm đến cập nhật kho vũ khí hạt nhân. Còn trở lại câu chuyện liên quan đến Trung Quốc, thì chuyên gia Lê Văn Cương cũng đã nói rõ, thì các hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí hạt nhân, vũ khí chiến lược thì giữa Mỹ và Nga, tất nhiên có một số văn bản đã hủy bỏ rồi, Trung Quốc không liên quan. Và Trung Quốc hiện nay vẫn muốn không liên quan đến cái cuộc mà cắt giảm vũ khí hạt nhân và vũ khí chiến lược giữa Nga và Mỹ. Trung Quốc nói là tôi ở ngoài, tôi không có cái tiềm lực như Mỹ và Nga, như tôi không bị ràng buộc như đó. Và phía Mỹ và một phần nào này Nga cũng có lúc nếu ra vấn đề như thế là phải có cả Anh, Pháp bị ràng buộc bởi những cái hạn chế này nữa. Bởi vì tuy Pháp và Anh là một quốc gia riêng biệt, nhưng Pháp và Anh là đồng minh của Mỹ trong khối NATO, do đó cùng một lúc có thể NATO tấn công Nga hay Trung Quốc chẳng hạn, thì lúc ấy không phân biệt quốc gia riêng biệt nữa, mà lúc ấy là NATO. NATO thì có vũ khí hạt nhân của Anh, của Pháp, của Mỹ, và vũ khí hạt nhân tại Tây Đức của Mỹ, nhưng mà ở tại Tây Đức, ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì như vậy là Nga cũng đòi hỏi là phải bị hạn chế, phải bị điều chỉnh, tức là vũ khí hạt nhân của Anh, Pháp, Mỹ và cả Trung Quốc cũng phải bị điều chỉnh bằng những cái điều ước quốc tế, như là những cái điều ước quốc tế mà giữa Nga, Liên Xô và Mỹ, và Nga và Mỹ hiện nay. Vâng, vậy thì liệu Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Mỹ có thể hạn chế được mối đe dọa của Mỹ với các quốc gia hay không? Hay là nó sẽ đẩy cái quá trình mà phát triển vũ khí hạt nhân lên cao hơn? Theo tôi thì không, bởi vì đã gọi là hiệp hội thì nó không có cái sức mạnh để mà ràng buộc một quốc gia hay là quốc gia khác trong chuyện hạn chế hay cấm hay là ngừng triển khai vũ khí. Thì hiệp hội là để tư vấn, hiệp hội là để tham mưu nêu ra những vấn đề. Chứ còn những vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân thì thứ nhất là các quốc gia phải có những cái thỏa thuận với nhau, ký những cái điều ước, và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc phải chủ trì một số cái cuộc đàm phán, cuộc thương lượng. Hiện nay thì ở Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc có những cái hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn cầu, thì thực ra Mỹ không tham gia, Nga cũng không tham gia. Xung quanh vũ khí hạt nhân thì có mấy cái hiệp ước, thằng hiệp ước đầu tiên mà được cả Nga, Mỹ, năm nước thường trực đồng ý ký cả. Năm 68, hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Như vậy là Mỹ, Liên Xô ký, Trung Quốc ký, Anh, Pháp ký hết. Duy nhất được một hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân, cấm phổ biến, NPT này, thì được cộng đồng quốc tế ủng hộ duy nhất. Chứ còn năm 2006, có một cái nghị quyết về cấm thử vũ khí hạt nhân thì Nga đồng ý, nhưng mà Trung Quốc Mỹ phản đối, là ủy viên thường trực là phản đối thì vứt, không có giặc tầng gì cả. Đúng rồi. Nhưng mà tháng 3 năm ngoái thì là Nga lại rút lại cái quyết định ấy. Nga rút lại là rút lại cái quyết định mà tham gia vào cái này, nhưng mà vẫn bỏ ngỏ. Thì còn năm 2016 thì có một cái gọi như là chủ nhà nước phản đối là hiệp ước cấm toàn diện vũ khí hạt nhân. Vâng. Thì cả năm nữa không thể hội bán là phủ quyết cả, thì chẳng có ý nghĩa gì. Vâng. Nên nhớ là chỗ này tôi muốn hỏi thêm cả bạn này, cái hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn diện ấy, đấy là công lao của Obama đấy ạ. Mình phải nói cho khách quan, Obama đưa chuyện này ra đại hội đồng, đưa ra ủy viên thường trực hội đồng bảo an. Ý tưởng Obama là phải dứt khoát, phải loại bỏ vũ khí hạt nhân trên hành tinh này. Nhưng mà
chính quyền Mỹ là phản đối. Tổng thống là sáng kiến của tổng thống, nhưng mà quay lại chính quyền của Mỹ nó phản đối. Cái điều này mà nói là quyền lực ở Mỹ không phải nằm ở phòng bầu dục đâu ạ. 90% quyền lực ở Mỹ nằm ở phố. Đấy là cái nơi mà các tập đoàn tổ hợp công nghiệp quân sự về tài chính gắn bó với nhau. Nằm đấy. Chứ còn nữa thì ông chủ phòng vùng quân rằng chỉ có làm theo chỉ dẫn của phố thôi. Hiểu thêm cái chỗ này một tí nữa. Trở lại cái việc mà ngày 20 tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Joe Biden chính thức ký quy định cho phép cơ quan chức năng của Mỹ thực hiện kế hoạch điều chỉnh chiến lược hạt nhân. Mục đích cuối cùng là cái gì? Duy trì cái vai trò siêu cường của Mỹ. Từ trước đến nay có hai cái siêu cường Mỹ dựa trên hai đôi chân, một là kinh tế, hai là quốc phòng. Bây giờ thêm một cái chân thứ ba tức là công nghệ. Tạm thời là cái vai trò vị thế toàn cầu của quốc gia nào dựa trên kinh tế, quốc phòng và công nghệ. Đến giờ phút này thì chắc chắn Mỹ vẫn thao túng kinh tế toàn cầu rồi. IMF là Mỹ chứ ạ, VB là Mỹ chứ, ngân hàng gì là Mỹ chứ, không có Mỹ thì không ai làm phần vay tiền được cả. WTO là Mỹ, G7 là Mỹ, trong có thể nói trên lĩnh vực kinh tế nữa. Đồng đô la là Mỹ. Trên lĩnh vực kinh tế thì có thể nói sơn yên tâm là chưa chứ khỏi lực lượng nào có thể đụng chạm vai trò toàn cầu cũng được. Công nghệ ít ra hiện nay Mỹ vẫn vượt Trung Quốc và Nga rồi. Riêng quốc phòng, vũ khí hạt nhân, chuyên gia Nguyễn Đức Phạm đã nói rồi. Trước đây 2-3 năm, ông Putin đã thông báo, nguyên văn ông Putin nói thế này này: phương Tây đang nghĩ rằng họ sẽ vượt Nga về công nghệ quốc phòng. Đấy là ảo tưởng, thưa các ngài phương Tây. Phương Tây không bao giờ vượt trước Nga về công nghệ quân sự cả. Đấy là ảo tưởng. Ông Tổng là công khai như vậy. Trên trong cái tám trụ kinh tế công nghệ thì hiện nay kinh tế và công nghệ Mỹ vẫn giữ vai trò chi phối thế giới. Riêng quốc phòng thách thức mới. Cái thách thức này do Mỹ tạo ra là Mỹ đẩy cả Nga và Trung Quốc bắt tay với nhau. Trên chính cái chỗ này, cái điều chỉnh cái chiến lược hạt nhân này, mục đích cuối cùng là duy trì cái vai trò siêu cường duy nhất của Mỹ. Thực chất là như vậy thôi. Ba chân thì hai chân xong rồi, còn chân này nữa. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định, đánh giá, chia sẻ vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Biden thông qua chiến lược hạt nhân mới, mặc dù chưa được xác nhận chính thức từ Nhà Trắng, đã làm sáng tỏ một bước ngoặt quan trọng trong chính sách quốc phòng của Mỹ. Chiến lược này nhằm cân bằng giữa sự răn đe có hiệu quả với những nỗ lực giải trừ vũ khí toàn cầu và việc thích nghi với bức tranh an ninh trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có thể nói thế giới đang có một cái bước chuyển cực kỳ phức tạp. Mỹ phải ứng phó với sự liên kết, hợp tác, phối hợp về mặt hạt nhân giữa Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cái thách thức lớn nhất về hạt nhân của Mỹ là thách thức là Nga và Trung Quốc liên kết với nhau. Việc Nga có hơn Mỹ 100 quả bóng nguyên tử thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính Washington đã đẩy Trung Quốc bắt tay với Nga. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bao giờ quay lại thời kỳ trăng mật này. Quyền lực ở Mỹ không phải nằm ở phòng bầu dục đâu ạ. 90% quyền lực ở Mỹ nằm ở phố.